Xin chào các bạn, nói về xe nhập khẩu của Honda, dòng Hyperbon thì các bạn nghĩ ngay tới dòng xe Sonic ha, Honda Sonic. Thì có một thời gian là xe vắng bóng, nó không còn, tức là có thông báo là nó ngưng sản xuất đó các bạn. Thì đợt này là bên Liễu về được một lô khá là nhiều xe luôn, như những bạn nào mà tín đồ của Sonic thì các bạn không nên bỏ qua clip này ha. Thì hiện tại ở bên Liễu có màu zin đầy đủ các màu, thì hiện tại vẫn còn. Còn lên màu sơn 3D để đa dạng hơn về màu sắc thì bên Liễu có rất là nhiều những màu sơn 3D thôi. Thì giá hiện tại giờ nó sẽ mềm hơn so với thời điểm nó mới về. Đang dao động tầm khoảng là 56 triệu đồng tới 58 triệu 500 ngàn đồng. Giá này thì chưa bao gồm phí ra biển số. Mình đăng ký biển số ở huyện nào, tỉnh nào thì inbox trực tiếp ngay qua Zalo cho Trúc Liễu ha. Trúc Liễu sẽ tư vấn cụ thể hơn cho mình bên Zalo nhé. Và phí biển số thì tại vì các bạn có rất là nhiều người hỏi Liễu là ủa tại sao không cộng phí biển số vào trong giá xe luôn đi. Thì nó sẽ tùy khu vực mình ở. Ví dụ trong trường hợp các bạn làm đăng ký biển số ở huyện á, mà Liễu tính biển số thành phố cho các bạn thì rất là thiệt thòi cho mình. Cho nên là các bạn Liễu sẽ tách riêng cái tiền biển số ra cho mình. Nên là những bạn nào đăng ký biển số ở khu vực nào thì các bạn cứ liên hệ với Trúc Liễu với số điện thoại là 0383 835 066. Liễu sẽ tư vấn cụ thể và trực tiếp hơn cho mình nha. Ok, đây là Liễu có một số màu sơn 3D này, bao gồm là màu xanh ngọc, màu vàng, màu xanh lục bảo. Hay là bên Liễu có hỗ trợ sơn theo yêu cầu của các bạn luôn. Ví dụ các bạn tự thiết kế cho mình một cái tem thì các bạn cứ gửi mẫu qua Zalo, Liễu sẽ lên màu lên bản demo trước cho mình tham khảo luôn ha. Đó, rất là nhiều màu luôn. Với dòng Sonic thì các bạn mua góp cũng chỉ cần trả trước tầm khoảng 12-13 triệu trở lên thôi là mình đã có thể nhận xe được rồi. Nó sẽ thấp hơn so với thời điểm trước đây. Thời điểm trước đây thì Sonic đưa trước tầm khoảng 15-16 triệu mà có thể là chưa có lên được hồ sơ luôn á các bạn. Tức là số tiền trả trước phải khá là cao, nhưng thời điểm hiện tại thì nó sẽ có giảm hơn một xíu rồi, dễ dàng hơn cho mình khi mà mình muốn sở hữu dòng xe này rồi ha. Ngoài ra bên Liễu có lắp cho các bạn một số phụ kiện này, bao gồm như là như em này ha, có ba ga cho mình nhé, ba ga này, hay là có công tắc đèn. Tức là công tắc đèn này là, tức là đối với những dòng xe nhập khẩu nói chung hay là những dòng xe của Honda Việt Nam cũng vậy, đều không có tắt đèn được, tức là nó đèn luôn luôn sáng á các bạn. Thì bên cửa hàng của Trúc Liễu có hỗ trợ lắp cái công tắc đèn này, thì nó sẽ là một bộ cảm biến thôi, nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cấu trúc của xe. Nó sẽ giúp cho xe của mình tắt đèn được, nó không ảnh hưởng tới bình, nó không ảnh hưởng tới chóa đèn của mình luôn ha. Chứ mà rất là ok luôn. Thì riêng cái bộ công tắc tắt đèn này thì bên cửa hàng của Trúc Liễu có bảo hành cho mình lên tới 1 năm 31 đổi 1 cho mình luôn. Hay là các bạn muốn lắp một số phụ kiện như là chống trượt định vị gì đó, bên cửa hàng của Trúc Liễu vẫn có bảo hành cho các bạn 2 năm 31 đổi 1 cho mình luôn. Nên là mình hoàn toàn yên tâm khi mà lắp phụ kiện bên cửa hàng của Trúc Liễu ha. Và hồ sơ trả góp thì chỉ cần căn cước hoặc là chứng minh là được rồi. Các bạn có thêm giấy tờ các bạn có mang theo để được một là giảm lãi hay là giải đậu hồ sơ hơn cho mình nha. Và các bạn đưa trước tầm khoảng 40% giá trị xe là mình sẽ được nhận ngay cả vẹt góp rồi đó các bạn. Và đừng quên liên hệ trước với Trúc Liễu để được giảm ngay cho mình từ 1 tới 2 triệu tiền thân xe đi lại nhé. Và địa chỉ cửa hàng của Trúc Liễu thì nằm trên đường quốc lộ 14 hoặc là đường gọi là đường DT741 á, thuộc là khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Các bạn không biết địa chỉ ở đâu thì các bạn cứ liên hệ Zalo để sự gửi vị trí qua cho mình, hoặc là các bạn tới khu du lịch Đại Nam, hoặc tới ngã tư Sở Sao, ngã ba Phú Hòa, hay là trung tâm hành chính của thành phố mới gì đó. Các bạn cứ tới đó rồi gọi ngay cho Trúc Liễu, Trúc Liễu sẽ lại rước các bạn về cửa hàng mua xe nhé. Cảm ơn các bạn.